Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình Java Swing căn bản. Trong cái nội dung này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng của label. Mình sẽ sử dụng label để thực hiện hai chức năng chính, đó là hiển thị thuần text, tức là chúng ta giả sử chúng ta sẽ miêu tả cái việc sử dụng text bằng cách là khi mình click vào nút OK thì mình sẽ thiết lập cho cái bộ đếm nó đếm xem là mình đã click bao nhiêu lần, sau đó hiển thị ra cái label. Cái thứ hai là mình sẽ sử dụng label để hiển thị cả cái ảnh cũng như là cái text. OK, và đây cụ thể nó là cái ảnh đại diện và cái tên của mình ở phía bên dưới. OK, và đây là những cái chức năng dành cho các nút mà mình đã cài sẵn ở đây. Khi mình click tương ứng vào thì nó sẽ thực hiện. OK, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách sử dụng của label. Ở đây về tài liệu thì các bạn có thể tham khảo ở trên cái Internet. How to use label in Java. OK, đây. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kết quả và cái đơn giản nhất là các bạn vào cái Java Doc của Oracle. Thì ở đây nó cũng nói khá là rõ ràng cái cách thực hiện cũng như là nó cho chúng ta cái ví dụ để chúng ta có thể tải về để xem. OK, và tất nhiên là ở đây nó còn có giới thiệu ra rất là nhiều những thành phần khác. Và đây nếu các bạn để ý đây, có rất là nhiều các thành phần. OK, chúng ta có thể tìm hiểu. Trở lại với cái nội dung chính của chúng ta, đó là chúng ta sẽ tạo ra cái label như thế này. OK, và cái ảnh này thì mình đã có sẵn ở trong cái file của mình rồi. Và cái việc tạo file ảnh thì các bạn sẽ tự tạo nha. OK, còn nếu mà các bạn chưa biết tạo thì sau đến cái phần sử dụng cái image icon thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ đơn giản thì các bạn chỉ cần ném một cái ảnh của các bạn vào cái project của bạn là được. OK, bây giờ chúng ta sẽ chọn new. Chọn cái thứ hai. Đây. Swing guide forms, chọn cái JFrame form. OK, JFrame form. Chọn next. Đặt tên cho nó my frame đi. À, cái này đang có tiếng rồi. Bây giờ chúng ta đã có một cái frame và chúng ta đặt tên như nó bằng cách là chọn property chỗ title thì chúng ta gõ vào cái đó là my label đi. Demo. Cho nó đơn giản. OK, close. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái label. Các bạn chọn nó. Rồi, một cái label đầu tiên để chúng ta tiến hành hiển thị text, thuần text. Kéo nó lên trên này đi. OK. Bắt đầu là thiết lập nó là rỗng, không có gì hết. À, đổi tên cho nó đi. Glabel 1 gọi là text label. Chúng ta cần một cái label thứ hai để hiển thị cả ảnh cũng như là cái text. OK, cái này giả sử là mình cho tên của mình vào đây và kèm theo cái ảnh đại diện. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ cần ba cái nút. Nút đầu tiên là chúng ta sử dụng để đếm số lượt click, có tên là nút OK. Rồi, cái này sẽ biến thành OK button. Ta cần hai cái button nữa. Chỗ này là một cái, thêm cái nữa. OK, cái này tên là hiển thị. Show. OK, show button. Cái này là hai button. Hai button, tức là nút này là dùng để ẩn. Cái này, set text cho nó. Text cho nó thì mình sẽ chọn. Và cái này là ẩn cái ảnh đại diện. OK, đây là sẽ là hiển thị. Lại quên chọn text. Mình cứ quen cái chọn đổi tên hiển thị. OK, hiển thị ảnh. Rồi, hiển thị ảnh, kéo vào đây cho nó cân nhau chút. Cái này có việc thế này. Rồi, cái này bây giờ chúng ta sẽ cài đặt thông tin cho cái này. Nếu các bạn muốn cái chữ nó ở chính giữa
Bên dưới cái ảnh thì các bạn sẽ chọn cái property. Cái này thì chọn cái đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái icon đã. Đây. Các bạn chọn vào cái icon. Ok. Đây. Chọn chỗ này. Quay ra. Mình đã để cái ảnh của mình ở trong cái file image. Ok. Bây giờ thì xong. Giờ chúng ta đã có ảnh. Bây giờ chúng ta muốn cái chữ ấy, nó hiển thị ở cái vị trí như thế nào so với cái ảnh. Giả sử là cái chữ của mình sẽ cho nó hiển thị ở chính giữa phía bên dưới của cái ảnh. Thì ở đây có cái đây. Ở đây là có horizontal text position. Đây, các bạn sẽ chọn cái horizontal là chọn ở cái vị trí đó là center. Tiếp theo chúng ta chọn đến cái vertical text position thì chúng ta chọn cái bottom. Đây. Ok. Và chúng ta muốn cái chữ này này nó to lên một chút, nó có màu rực rỡ lên thì chúng ta sẽ chọn cái đây. Nghĩa là chọn phông, giả sử mình chọn phông bold 14 tự chữ đó. Và cái màu chữ của mình không thích màu đen và mình giả sử mình cho màu đỏ cho nó rực rỡ. Ok, đây. Xong. Chọn close. Mình sẽ kéo cái này lên. Đó. Cái này, đây, cái này đi. Nhìn cái này là chắc cũng đẹp rồi. Chỉ mang tính tương đối thôi. Rồi, bây giờ thì đến cái này. Chúng ta sẽ set text cho nó. Và đây, mình cũng muốn là nó sẽ có chữ đậm này. Cái màu của chữ giả sử là mình sẽ cho nó là màu trắng. Giả sử là mình cho cái phông ấy, background phông để hiển thị nó là màu như này. Này đi cho nó nhẹ nhẹ nhàng một chút. Rồi chọn màu này. Đó. Thì ở đây thì nó chưa hiển thị cái màu background, chúng ta phải chọn cái opacity. Ok, opacity tích vào. Đó thì nó mới hiển thị cái màu nền, nếu không chúng ta bỏ tích thì nó sẽ không có hiển thị màu nền. Bây giờ ok rồi. Chúng ta sẽ thiết lập cái thông tin cho button. Ok. Chúng ta sẽ chọn event action action perform. Sau đó ở chỗ này thì chúng ta cho thêm một cái biến. Biến này là biến static int cho là count action. Ok, đây. Ok, button set action thì cái gọi là label 1 đấy. Ok, ô nhập. Sao nó lại không ra ta? Label label hình như là text label hay là ok hình như là thế. Text label. Đúng rồi. Text label chấm set text. Ok, khi mà mình click vào nút ok thì cái số lượt click sẽ được nhận diện và hiển thị ra. Bạn đã click nút ok cộng với cái này là cộng cộng count lần. Ok rồi xong, bây giờ là chạy thử đi, đợi một chút đợi cái kết quả của chúng ta đây. Ok, và chúng ta sẽ thấy rằng nó hiển thị chữ ở phía bên góc trái. Nếu các bạn muốn hiển thị ở góc phải thì làm thế nào? Chúng ta rất là dễ thôi, tức là sẽ chuột phải vào cái label, chọn property, cái chỗ horizontal alignment này này, các bạn sẽ chọn nó là ở bên right. Ok, thì các bạn sẽ được cái kết quả là nó sẽ hiển thị ở phía bên tay phải. Đây là cái kết quả này. Đây. Đấy, nó hiển thị ở phía tay phải. Bây giờ mình không thích phải, không thích trái, mình thích ở chính giữa là sao? Rất là đơn giản, tương tự. Các bạn chọn Property và cái chỗ này sẽ là cái Center. Ok. Đó, bây giờ thử lại lần cuối. Cái kết quả chúng ta nhận được. Đây. Ok, đấy như vậy là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta click vào nút OK này thì nó đã nhận diện và nó hiển thị ở chính giữa. Đây là chính là căn lề cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta cần thiết lập chức năng cho hai cái nút này, tức là khi mình
ấn vào đây thì nó hiển thị, ấn vào đây thì nó lại ẩn cái ảnh của mình đi, thì làm như nào? Rất là đơn giản thôi, cái này để chọn cái event action action perform. Thì cái kia cái label thứ hai là cái gì rồi ta, quên mất. Nó là, rồi mình xem lại cái tên của cái thằng này là cái gì đã. Label 1 này gọi là image label đi. Ok, image label thì cái này sẽ là image label chấm set visible. Ok, nếu mà show button thì chúng ta sẽ chọn set visible true, tức là khi chúng ta click vào nút show thì nó sẽ hiển thị ảnh, còn cái ẩn này thì chúng ta sẽ set event nó là ok. Tương tự như này mình sẽ copy lại, mình lười viết, ném nó xuống đây, trên này tab cho mát, vứt vào đây emit tab, và chỗ này sẽ chọn full, tức là khi mà chúng ta chọn vào cái nút nó là hiển ẩn đi thì chúng ta sẽ ẩn cái ảnh nó đi, đơn giản thế thôi. Ok, đây bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái kết quả sau cùng của chúng ta là như thế nào. Ok, đây hiển thị này, ẩn này, hiển thị. Ok, đây. Và khi click vào đây thì cái số lượt click đã hiển thị lên cái label chúng ta. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái màu cũng như là cái cách thức sử dụng của cái label này. Và trong cái nội dung này mình đã hướng dẫn các bạn hai cái thao tác rất là đơn giản, đó là sử dụng label cũng như là căn lề, rồi là tiến hành gọi là tô màu cho cái nền của cái label đó. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy cho mình nhiều cái điều thú vị, và mọi thông tin chi tiết về label các bạn có thể tự mình khám phá bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào cái label, sau đó chuột phải chọn property, và ở trong này các bạn có thể thay đổi rất là nhiều các thành phần để xem là cái giá trị chúng ta nhận được nó như thế nào, nó có thay đổi gì so với cái trước khi chúng ta chọn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau tại đây. Bye bye và xin chào.